bộ mọi người chưa nghỉ nhậu hay gì? Ủa ông nghe nào nhậu bộ nhiều lắm hay sao mà nào nhậu lâu vậy? Trời trời ghê vậy. Đương nhiên rồi. Mệt nó ghé, giờ này nhậu được cái nhậu hoài hết chén luôn. Là sao là ai là sao
Nước còn ngon. Ăn gì chưa? Từ từ ông xử mệt quá. Chỉnh rồi không tính lắm mà. Chỉnh ngủ gì mới đi. Vinh á. Ông Vương về chưa? Dạ, nó giận rồi. Sao vậy? Sao giận vậy? Họ giận mình bắt ông không ngủ là gì đó. Ngủ không có quá đâu, cười. Nó đi trẻ ngủ đi anh ơi. Sao 15 phút là ai về nhà nấy? Để hỏi nấu cơm. Em sẽ ra tay. Hôm nay em làm cho ăn luôn á. Ừ. Ok, con dê. Trời ơi, em nấu ăn ngon lắm xã ơi. Nhỏ đâu em đang xài rồi, em đang coi rồi, đang coi để làm đồ nè. Xong trả lại cho bạn tổ chức. Nói nghe là xây đừng có chơi game giùm cái, chơi rồi xong cái mai là hối hận mệt lắm. Đây trả lại cho bạn tổ chức, không ngồi không xài trả bạn tổ
Thank you.
Thank you.